Thưa quý vị, từ xa xưa, người Việt Nam luôn coi trọng cách đối nhân xử thế, đặc biệt là văn hóa ứng xử trong gia đình. Và nét đẹp ứng xử trong gia đình cũng đã hình thành nên nhiều giá trị văn hóa mang tính truyền thống của người Việt. Ứng xử của các thành viên trong gia đình với các mối quan hệ khác ngoài xã hội là hình ảnh phản chiếu tấm gương gia phong của từng gia đình. Cách ứng xử của mỗi thành viên có thể làm cho không khí gia đình, mối quan hệ trong gia đình từ vui vẻ thành căng thẳng hoặc ngược lại. Một gia đình chỉ thực sự hạnh phúc khi mọi người có sự tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ lẫn nhau và cùng vun đắp cho tổ ấm chung. Trong xã hội hiện đại với nhiều phương tiện kết nối hơn, nhưng thời gian sinh hoạt gia đình bị bó hẹp. Do vậy, ứng xử càng ít đi. Sự gặp gỡ tương tác giữa các thành viên trong gia đình khiến cho sự thấu hiểu không tròn đầy. Thì tôi thấy rằng là cái ứng xử trong gia đình, các gia đình hiện nay thì nói chung là tốt. Nhưng đương nhiên cũng có những gia đình thì ông bà cha mẹ có lúc cũng không là gương mẫu với con với cháu. Bây giờ thì không tin tưởng vào con và cháu, có lúc thì đố kỵ. Chỗ này mình phải là điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp. Do xã hội phát triển thì các bậc cha mẹ trẻ thường bị cuốn theo công việc và dành quá nhiều thời gian ngoài xã hội. Do đó nên con cái thì lại bận học rất là nhiều. Chính vì vậy mà thời gian các thành viên trong gia đình ít được ở bên nhau, ít được tâm sự. Chính vì ít gặp nhau như vậy nên không có hiểu nhau. Thì lâu ngày sẽ tạo ra khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình. Lâu ngày sẽ trở thành mâu thuẫn trong các lối ứng xử và đôi khi dẫn đến sự tan vỡ trong hạnh phúc của một gia đình. Theo tôi thì nó có hai cái lý do. Thứ nhất là do cái cuộc sống hiện đại của mình là bánh xe thời gian làm như là nó quay nhanh quá. Rồi công việc mỗi người là lúc này là nó nhiều hơn lúc trước. Mỗi người công việc bận rộn quá, nó ít có quan tâm chăm sóc với nhau. Rồi thứ hai nữa là về con cái cũng vậy, nó cũng không có thời gian để gần gũi cha mẹ nhiều. Nên là những cái việc đó nó làm ảnh hưởng đến cái cuộc sống hiện nay của trong gia đình. Trước sự ảnh hưởng bởi mặt trái của đời sống xã hội hiện đại ngày nay, mỗi thành viên trong gia đình, mà đặc biệt là giới trẻ, phải đối mặt với rất nhiều sự thay đổi, tác động từ bên ngoài, đã làm cho sai lệch trong chuẩn mực về việc giao tiếp trong gia đình. Chính lúc này, Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành là hết sức cần thiết trong đời sống của mỗi gia đình với những tiêu chí chuẩn mực. Tiêu chí ứng xử vợ chồng, chung thủy, nghĩa tình. Vợ chồng có tình cảm trước sau như một, không thay đổi. Chăm sóc nhau, cùng có trách nhiệm trong nuôi dạy con, làm việc nhà, đóng góp tài chính gia đình. Lắng nghe, cùng nhau thảo luận những vấn đề chung, hòa nhã với nhau. Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu, gương mẫu, yêu thương. Cha mẹ, ông bà làm gương tốt cho con cháu trong cử chỉ, hành động, lời nói. Quan tâm chăm sóc con cháu khi con cháu còn nhỏ. Trao truyền các giá trị truyền thống, kinh nghiệm sống cho con cháu. Giáo dục, động viên con cháu giữ gìn nền nếp gia phong, có tình cảm gắn bó tha thiết. Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà, hiếu thảo, lễ phép. Con cháu có lời nói, cử chỉ, hành động thể hiện sự kính trọng, biết ơn, giúp đỡ cha mẹ, ông bà. Thăm hỏi, chăm sóc, động viên, nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà khi cha mẹ, ông bà ốm đau, già yếu. Tiêu chí ứng xử của anh chị em, hòa thuận, chia sẻ. Anh chị em tôn trọng, bảo nhau điều hay lẽ phải. Anh chị bao dung đối với em kính trọng anh chị. Cùng chia sẻ với nhau tình cảm hoặc vật chất, lúc vui buồn, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn. Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trở thành cốt lõi, là nền tảng để các gia đình phát triển bền vững, phát huy giá trị nền nếp gia phong, chống lại những suy thoái của lối sống thực dụng, vị kỷ. Theo tôi thì để vận dụng đúng cái bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình là đối với bản thân tôi là cái người chồng, người cha trong gia đình. Trước nhất là đối với ông bà của mình. Thì mình phải thể hiện cho con cháu mình nó là cái gương mẫu cho nó noi theo. Rồi mình đối xử với vợ thì là mẹ nó, thì mình cũng phải thể hiện được những cái
thiện cảm, những cái hành vi, những cái thái độ cử chỉ thật là đúng mực để cho nó bắt chước. Rồi cái thứ hai nữa là ví dụ như giờ mình đối với con mình, thì mình phải thương yêu, thể hiện sự thương yêu cho nó thấy được mình quan tâm sâu sắc với nó để nó học hỏi. Rồi mình đối xử với anh em gia đình của mình như vậy. Thì trong gia đình tôi thì vợ chồng tôi luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhau. Rồi cố gắng bỏ qua những khuyết điểm của nhau để mà gia đình êm ấm hạnh phúc. Gia đình tôi thì đông con đông cháu. Chính vì lẽ đó là vợ chồng tôi phải thể hiện cái là gương mẫu trước con, trước cháu. Từ những cái cử chỉ hành động lớn nhỏ, rồi quan tâm đến con cháu nó đúng mực, không phân biệt là con trai, con gái, con dâu, con rể hay là cháu nội, cháu ngoại. Rồi thì chính vì lẽ đó thì các con, các cháu cũng tôn trọng ông bà, cha mẹ. Để hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25 tháng 11 và tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình. Cuộc thi được diễn ra trực tuyến từ ngày 25 tháng 11 năm 2021 đến ngày 15 tháng 12 năm 2021. Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh. Các cá nhân dự thi truy cập địa chỉ cuocthigiadinh.tayninh.gov.vn để tham gia trả lời câu hỏi. Ngoài ra, người dự thi có thể quét mã QR bằng điện thoại thông minh trên các ứng dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để tham gia cuộc thi. Thời gian tổng kết và trao giải dự kiến cuối tháng 12 năm 2021. Có thể thấy rằng bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đã và đang góp phần từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa ứng xử trong gia đình. Từ đó, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình hướng tới sự ổn định văn minh cho toàn xã hội với tiêu chí tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ.